Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là hơn 5 giờ rưỡi rồi. Và em đang trên đường đi làm về. Và sẵn đây thấy con đường này cũng rất nhiều ánh đèn nè, rực rỡ quá. Rồi sẵn dịp quay lại cho bà con cô bác cùng xem những hình ảnh Sài Gòn trong những ngày nhộn nhịp đón xuân thế này. Và chúng ta đang có mặt ở đây là đường Lê Duẩn. Phía bên cánh trái chúng ta đó là Ủy ban Nhân dân quận 1. Và xuôi chiều con đường Lê Duẩn này chúng ta sẽ đi về sở thú đảo Cầm Viên nè. Đi tới một xíu thôi, khoảng chừng mấy trăm mét nữa, khoảng chừng 1 km. Và con đường đại lộ Thống Nhất này của ngày xưa rất là ngắn. Và bây giờ là con đường Lê Duẩn nè, con đường trung tâm của Sài Gòn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ đây và đi một vòng Sài Gòn để xem những cái hình ảnh ở Sài Gòn trong những ngày này như thế nào ha. Hôm bữa chúng ta có chạy về đêm đó, nhưng mà ban đêm thì có một số hình ảnh mình nhìn thấy không rõ cho lắm. Hôm nay mình sẽ đi một vòng để xem nó rõ hơn. Đi buổi trưa thì không có đèn, mà đi buổi tối quá thì đèn nó bị chóa rồi cháy sáng, mình thấy không rõ cái màu đèn. Hôm nay mình đi cái giờ sẵn tiện, đi cái giờ chiều chiều cho mình thấy nó rõ hơn. Để tiện việc xem lại các video thì các anh chị có thể vào YouTube gõ Vinh Lâm TV và hoặc là gõ những con đường xưa hoặc là những căn nhà xưa thì sẽ ra video mới nhất của em. Mỗi ngày thì em cập nhật vào lúc 7 giờ sáng và 7 giờ tối giờ Việt Nam. Chúng ta đang có mặt ở đây là phía sau lưng nhà thờ Đức Bà nè. Mình nhìn đèn, mình đợi đèn đỏ chút xíu nha. Qua đây là giao lộ Phạm Ngọc Thạch, đi thẳng qua đây là phố Ông Đồ đó. Phố Ông Đồ thì nằm ngay con đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai. Nhìn thấy một ánh vàng rực rỡ. Và đây là công viên 30 tháng 4. Và những ánh đèn này đổi màu liên tục nè, lúc màu xanh, lúc màu đỏ, lúc màu vàng. Sẵn cập nhật vài hình ảnh để các anh chị ở các tỉnh khác khi chúng ta sắp đến Sài Gòn, hoặc là các anh chị ở các quốc gia khác, kiều bào chúng ta chuẩn bị về nước thì mình có cái để tham khảo. Hoặc là các anh chị chưa có dịp về thì chúng ta cũng có những hình ảnh để mình biết được quê nhà của chúng ta đang đón chào một năm mới, đón chào một cái Tết cổ truyền như thế nào ha. Và hy vọng em sẽ có thời gian để quay thật nhiều video về những hình ảnh Tết ở Sài Gòn và cũng như ở quê để bà con cô bác mình cùng xem. Khi mà mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, chúng ta mở YouTube lên và gõ Vinh Lâm TV hoặc là gõ Sài Gòn thì chúng ta sẽ thấy được những hình ảnh của Sài Gòn ngày nay. Và đâu đó cũng gợi nhớ cho các anh chị và các bạn những hình ảnh về Sài Gòn của ngày xưa khi mà chúng ta còn ở đây. Và chúng ta tiếp tục đi trên con đường này là con đường ngày xưa tên là Công Lý và ngày nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó. Ở đây trang trí những cái hình ảnh của bông mai vàng nè, rồi bông đào nè. Tết ở Việt Nam thì nói chung là một cái gì đó rất là thiêng liêng, cũng như dịp để gia đình đoàn viên một cái sau một năm làm việc, và đó cũng là cái dịp để chúng ta mình dừng đèn đỏ thì mọi người bóp kèn nên nổi thử thì sao. Và đây là giao lộ
Nguyễn Du và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Biết tên đường là các đường nào biết hết đó, biết chơi cái quán đó nó rồi và tiếp tục ha. Ở Việt Nam ngộ lắm, người ta không có muốn dừng đèn đỏ, mỗi khi đèn vàng là người ta phải cố chạy cho qua, mà trong khi đèn vàng thì đúng luật là mình phải từ từ dừng lại, không được vượt đèn vàng. Vượt đèn vàng là phạt 1 triệu ha. Nhưng mà mình thì quay video mà không lẽ đèn vàng mình lại vượt để cho bà con cô bác rồi các em nhỏ xem rồi lại bị đánh giá nữa, cũng hơi kỳ. Trừ khi mình lỡ vượt thôi. Và chúng ta đang ở mặt đây là giao lộ Lý Tự Trọng. Rồi mình đợi đèn đỏ xíu nha. Bây giờ ở đường nhỏ lắm mà xe lại nhiều nữa, bà con mà ở các tỉnh khác và ở các nước khác về mình thấy sẽ rất là ngợp. Bắt đầu lên đèn rồi ha, Sài Gòn lên đèn, khi phố nhỏ lên đèn. Chúng ta sẽ chạy một vòng ra Nguyễn Huệ nha. Nguyễn Huệ đây là giao lộ Lê Thánh Tôn. Thì hôm nào em sẽ thực hiện cái video mà những khách sạn ở đoạn đường Lê Thánh Tôn này. Ngày hôm bữa thì mình thực hiện từ ngã sáu Phù Đổng cho đến chợ Bến Thành, vòng trà Lệ Quyên. Và hôm nay vài bữa nữa chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cái video những khách sạn ở từ đường Cường Để cho đến phòng trà Lễ Quyên, để xem ở khu này có những khách sạn gì ha, để tiện việc bà con có thể tham khảo. Thì những cái khách sạn thì có nằm ở trong những cái trang mà Agoda Booking nữa rồi. Các anh chị có thể lên đó tìm và hỏi coi xem giá. Còn về an ninh, những cái mặt tiền của khách sạn thì như thế nào thì em sẽ cập nhật qua video này. Wow, vô đây lại kẹt xe rồi. Đây là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, chạy thẳng chúng ta sẽ ra đường Hàm Nghi đó, một nơi rất quen thuộc. Chúng ta sẽ quẹo qua đường Huỳnh Thúc Kháng nha. Sài Gòn buổi chiều đông ghê chưa, còn đỡ hơn mấy cái quận ở Gò Vấp á, Gò Vấp rồi Tân Phú rất là đông luôn. Giờ tan sở bà con chen lấn chen chúc đi về nhà là mệt mỏi luôn. Quận Tư nữa chứ, quận Tư mà khi chúng ta, nếu mà các chị làm ở quận 7 đi về quận nhất thì cũng phải thông qua quận 4,
kẹt xe con đường Trịnh Minh Thế cũng như là Nguyễn Tất Thành, chịu không nổi luôn, mệt mỏi luôn á. Và những ngày cuối năm thế này thì tất cả các công ty, các nhân viên đều làm việc cực lực, không có, có những công ty mà không có giờ nghỉ luôn á, họ làm đến tối, như là ngân hàng này, họ làm tranh thủ để xong việc trước Tết. Ai có sẽ quẹo qua con đường Huỳnh Thúc Kháng nha, để xem đường Nguyễn Huệ về đêm chiều chiều này như thế nào. Và bữa cũng đã có xem cái video ở khách sạn Hải Vân đó, thì nói chung khách sạn này cũng rất là lâu năm rồi, và nghe nói là sắp sửa sang lại nội thất cũng như là giao diện. Hy vọng nhiều bữa nữa em sẽ có cái video mà mới mẻ hơn để cập nhật với các anh chị và các bạn, để chúng ta có dịp về Sài Gòn cũng có những hình ảnh để tham khảo ha. Hình ảnh của chợ cũ buổi chiều nè. Bữa em có mua cái bánh bánh ninh, bánh ninh ở đó cũng rất là ngon. Cô chị đó làm cũng ok. Bây giờ Sài Gòn đông đúc vậy chứ khi mà mùng 1 Tết là sẽ vắng hoe, đường xá rồi cũng như là các công ty cửa hàng thì đóng cửa hết, buồn lắm. Chúng ta sẽ quẹo phải nha. Đó, phố đi bộ đang chuẩn bị làm đường hoa nè, nên họ đang rào lại đó, bắt đầu xây gạch, xây bồn bông để cắm hoa rồi đó. Mấy ngày này Sài Gòn thay đổi rất là nhanh, 2-3 ngày mình không đi một con đường nào đó là sẽ thấy một cái sắc màu nó khác, đặc biệt là những con đường ở trung tâm Sài Gòn này. Mỗi cái cây trụ đèn LED này đều có một cái thương hiệu, một cái nhãn hàng của một cái nhà tài trợ. Như hôm nay chúng ta thấy là có ngân hàng SCB, rồi tập đoàn Vạn Thịnh Phát, rồi An Đông, rồi Thamwe, những cái thương hiệu lớn ở Việt Nam. Phía bên kia là bến Bạch Đằng. Chúng ta chạy vòng hướng này là thẳng ra là ủy ban cho thành phố nè. Sài Gòn đẹp ghê chưa. Xíu nữa chúng ta sẽ quành ra chợ cũ để xem coi có gì mua về ăn không. Đặc biệt ở chợ cũ ngày xưa bán nước ngọt, nước ngọt, rượu bia Tây rất là nhiều, nhưng bây giờ thì ở đâu cũng có. Trời đỏ xíu nha. Ở Việt Nam nói chung là
ngại dừng đèn đỏ lắm. Nhưng mà mình dừng đèn đỏ mà trên đường giao lộ không có ai, người ta cũng chửi mình nữa, nhiều thứ lắm. Có những hành động khó coi lắm. Có người nói mình khùng nữa chứ. Nên mà khi mà anh chị dừng đèn đỏ thì cũng phải xem đám đông thế nào á. Mình người ta đi thì mình đi luôn, còn người ta dừng mình đi thì hơi kỳ. Còn đông quá mà mình chạy vượt qua luôn thì cũng không đúng. Nhiều người sai thành đúng. Ở Việt Nam là vậy, có những cái nhiều người sai là đúng. À, ủy ban dân phố nè, lung linh sắc màu, lung linh ánh đèn. Làm quay video này riết rồi đi về nhà, không bao giờ đi một con đường hết á. Có thể nay đi đường này, mai đi đường kia, tùm lum đường hết. Và mỗi cung đường thì gửi các anh chị xem chơi cho vui. Là dừng đèn đỏ nữa nè. Sài Gòn mau tối ghê chưa. Lúc nãy thì còn sáng sáng, bây giờ lại tối à, nhanh thật. Mấy ngày cuối năm này Sài Gòn qua lẻ lắm, một ngày qua lẻ lắm, quay qua quay lại hết một ngày. Không biết những ngày này, những ngày Tết ở Việt Nam thì bên nước ngoài của tôi anh chị có không khí gì không ha. Ở Sài Gòn đa phần là ngày Tết người ta sẽ đi về quê hoặc là đi du lịch, nên những ngày đó ở Sài Gòn vắng lắm. Mình sẽ quẹo qua đường Ngô Đức Kế. Ở trung tâm Sài Gòn thì mình thấy những hình ảnh trang trí vậy thôi, chứ còn ở các quận khác có một số con đường mình thấy cũng bình thường, không có gì đặc biệt nổi trội hết á. Chứ mỗi đường mỗi trang trí thì tiền đâu mà trang trí cho đủ. Sài Gòn thấy nhỏ vậy chứ có rất là nhiều con đường. Lại nhạc xuân nữa đó. Chúng ta đang đi đây là đường Ngô Đức Kế qua tới hồ Tùng Mậu, phía dưới chân nhà, phía dưới chân của tòa nhà Vitexco. Và nhà Vitexco nè. Và đây là đường Hàm Nghi. Lòng vòng Sài Gòn thì cũng những con đường này thôi.
em vô chợ cũ có gì lạ lạ mua về ăn ha, sẵn đi ngắm cảnh luôn. Trái cây, nước ngọt, bia, rượu, bánh kẹo. Rồi, còn gì nữa hay không? Rau cải. Ồ, chỗ này đông quá nè. Ở đây ta mua gì vậy ta? Kẹo. Nước mía, bún riêu à, không có gì mới hết. Đó, một số hình ảnh ở vòng vòng những con đường trung tâm Sài Gòn gửi cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn quý chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Đó, phía trước chúng ta đó là cái chung cư ở trên đường Tôn Thất Hiệp, cứ lộn tên này Tôn Thất Tùng hoài.